Đây là bài 14 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe từ ngày mai. Mình thiên. Miếng. Miếng. Thiên. Thiên. Mình thiên. Mình thiên. Sáng mai. Mình thiên giáo sản. Mình thiên giáo sản. Tối mai. Mình thiên hòa sản. Mình thiên hòa sản. Ngày mai mình phải lên lớp. Mình thiên hòa yào sang khờ. Mình thiên hòa yào sang khờ. Mai bố mẹ mình rất bận. Mình thiên hòa bà ma hẳn máng. Mình thiên hòa bà ma hẳn máng. Hãy nghe từ có. Dỗ. Dỗ. Có tiết học. Dỗ khờ. Dỗ khờ. Ngày mai bạn có tiết học không? Mình thiên ý dỗ khờ mà. Mình thiên ý dỗ khờ mà. Không có tiết học. Mấy dỗ khờ. Mấy dỗ khờ. 8 giờ sáng có tiết. 早上8点有课. 早上8点有课. Có bạn trai. 有男朋友. 有男朋友. Cậu có bạn trai không? 你有男朋友吗? 你有男朋友吗? Anh ta có bạn gái rồi. 他有女朋友了. 他有女朋友了. Có từ điển tiếng Hán. 有汉语词典. 有汉语词典. Có từ điển Việt Nhật. 有月日词典. 有月日词典. Hãy nghe từ buổi sáng nói chung, thường chỉ từ 9 giờ sáng trở đi. 上午. 上. 上. 午. 午. 上午. 上午. Buổi sáng có tiết học. 上午有课. 上午有课. 9 giờ sáng mai. 明天上午9点. 明天上午9点. 10 giờ sáng mai. 明天上午10点. 明天上午10点. Hãy thử nhắc lại, 7 giờ sáng mai. 明天早上7点. 明天早上7点. 7 giờ sáng mai bắt đầu vào học. 明天早上7点开始上课. 明天早上7点开始上课. 10 giờ sáng mai bắt đầu vào học. Mình thiên sang ủ sử điển khai sử sang khờ. Mình thiên sang ủ sử điển khai sử sang khờ. Bây giờ hãy nghe từ không có. Mấy dẫu. Mấy. Mấy. Dẫu. Dẫu. Mấy dẫu. Mấy dẫu. Không có tiết học. Mấy dẫu khờ. Mấy dẫu khờ. Không có sách tiếng Trung.
没有汉语书。 没有汉语书。 Không có sách giáo khoa tiếng Trung. 没有汉语课本。 没有汉语课本。 Hãy nhắc lại sách giáo khoa. 课本. Không có Đại học Đông Phương. 没有东方大学. 没有东方大学. Không có Khoa Trung Văn. 没有中文系. 没有中文系. Hãy nhắc lại, rảnh. 有空. Không rảnh. 没有空. 没有空. Không có cà phê Việt Nam. 没有越南咖啡. 没有越南咖啡. Buổi sáng không có tiết. 上午没有课. 上午没有课. Bây giờ hãy nghe từ buổi chiều. 下午. 下. 下. 午. 午. 下午. 下午. Buổi chiều có tiết. 下午有课. 下午有课. Buổi chiều không có tiết. 下午没有课. 下午没有课. Buổi chiều rảnh. 下午有空. 下午有空. Buổi chiều không rảnh. 下午没有空. 下午没空. Buổi chiều có bạn đến. 下午有朋友来. 下午有朋友来. Buổi chiều có. 下午有. Buổi sáng không có, buổi chiều có. 上午没有,下午有. 上午没有,下午有. Bây giờ hãy nghe từ xe đạp. 自行车. Âm Hán Việt là tự hành xa. 自. 自. 行. 行. 车. 车. 自行车. 自行车. Có xe đạp. 有自行车. 有自行车. Không có xe đạp. 没有自行车. 没有自行车. Cậu có xe đạp không? 你有自行车吗? 你有自行车吗? Chúng tôi đều có xe đạp. 我们都有自行车. 我们都有自行车. Hãy nghe từ việc. 是. 是. Âm Hán Việt là sự. Việc gì? 什么事? 什么事? Có việc gì? 有什么事? 有什么事? Không có việc gì. 没有什么事. 没什么事. Có việc gì à? 有什么事吗? 有什么事吗?
8 giờ sáng mai. 明天早上8点. 明天早上8点. 8 giờ sáng mai vào học.